một tiết mục top ca nữ xin được chào đón lên sân khấu ngay lúc này. Hà My, Phương Trinh, Quỳnh Anh, Phương Trúc, Nguyễn Xuân, Băng Giang và Gia Linh. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dành cho top ca nữ với ca khúc Tôi Của Ngày Mai.